Ồ, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn bung mắt nhà thờ nha. Cái kiểu bung mới á, chứ không phải là cái kiểu cũ ngày trước mình chỉ các bạn đâu. Này, cái cách cũ thì đi qua bên phải nha, nhưng mà cái cách mới này hay hơn. À. Đỉnh cao chưa? Bê quá ảo. Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra, chạy kịp cái tàu lửa luôn á, là các bạn biết nó nhanh cỡ nào rồi. Nhưng mà bung cái kiểu này thì nó hơi khó một tí, canh góc rồi lúc được lúc không các bạn. Nhưng mà bung dễ là mình vào như mấy lần trước đó, các bạn biết cái tính mình là bung là mình vô mình đua nhiều người, mình bung luôn, mình cho chúng nó chơi. Cái cách này thì nó hơi khó một xíu, các bạn phải canh góc đồ ECO chuẩn rồi nó mới bay qua được. Có mấy đứa nó bung xe cấp bông, xe A cấp bông là nó đã bung được đó, không cần xếp tê đâu, quan trọng là các bạn canh thôi. Về 1 phút 7 luôn, hết vãi. Để trao đổi chiêu thức với xe tê cái này. Này lẹ to có động ghê vậy. Đủ gì solo. Một bình nitro làm sao phóng lại Sky. Mình đâu cần giữ nitro xe đúng đâu. Một bình là mình đủ chạy. Phóng ghê vậy. Khoảng tiền lát vậy. Cái nitro tạch rồi. Này mình cũng sẽ ban được. Vậy mấy con ra đường này sẽ ban nó lợi các bạn. Không phải là CT nó kéo ECO không đỡ được rồi. Nhưng mà nãy đi cho hơi dư rồi. Quên cái skill SK chứ. Skill hồi đi cho 5 bình. Kéo luôn nha, rồi như cô sao. Em chỗ đó. Là đây cứ spam đường thẳng thôi. Cái chạy cái kiểu SI các bạn có thể không cần biết cách đua, các bạn cứ spam đại kéo nitro đã rồi cứ bơm nitro thôi. Này, rất là dễ chạy luôn. Lấy cho trải nghiệm chạy thôi. Bạn đổi bếp bình thường nha các bạn. Bạn tranh thủ trải nghiệm đi. Hết từng thì nhiều khi nó cho xe khác không nâng cấp á. Quýt nó cũng tùy hứng á. Lúc thì nó năng, lúc thì nó không năng. Giữ một bút nha. Cái ra đây dùng đúp xe đúp nè. Không biết chạy mấy cái map B này rất là lực luôn. Đập xe đập đập. Chạy mít cho tới tốc độ cao. Bút luôn nha, bút luôn lấy tốc. Các con biết thì những cái pha chúng ta dư bút thì chúng ta cứ bút để nó cộng tốc độ vô skill nó mà. Không phải giống như băng phách đâu, băng phách thì các bạn dư boost thì boost thêm trả được tốc độ vậy đó. Nhưng mà băng phách thì chạy nó sẽ nhiều boost hơn. Này thì boost nó giữ từng tí rất là cực. Con này nó cần trình hơn băng phách rất nhiều. Con bắt thì các bạn chạy có thể sơ ba các kiểu, nhưng con này thì không đâu. Boost rất là hiếm luôn. Nó
sẽ trải nghiệm mà mạnh chưa? Không bị bá. Các bạn không mình kêu là trải nghiệm ngon nhưng mà chạy không bằng SK. Sự con S phong quyết này chạy bây giờ nó chạy gọi là không dễ và đa map như SK thôi. Chứ vào map B thì SK không có tuổi phong quyết đâu, nó map B nó mạnh lắm, tốc độ rất là khủng. Boost này nè, chém hai cái luôn. Phân quyết rồi, các bạn đừng kiểu như băng phách mà sẽ bam lung tung nha, không có boost xài đâu. Không có boost các bạn không dùng thì các bạn giữ lại, nó sẽ trữ lại và mỗi 13 giây nó cho các bạn một cái boost nữa. Băng phách, phân quyết và băng phách. Diễn sắc khí của nó sao? Không biết chạy nghiêng trường ngon này. Mấy cái đoạn này tự nhiên chạy ra là nó có bút quá trời luôn. Đoạn trên đường tàu rồi nó cho các bạn quá trời bút. Qua chạy qua mấy cái đoạn tàu là được hai bút liền. Chạy cần là sao vẫn còn bút để kéo rồi. Chẳng quá hết ao nhai mình được rồi. Tốc độ kéo của không biết thì vẫn phát không có tuổi. T1 chiến T2. T2 mình thích chạy cái skin này hơn. Trong 4 skin mới á, cái skin hồng thì nó đẹp mà kiểu như hoặc cái đồ họ thường nó ra cái màu trắng nó cứ kỳ kỳ sao. Full đồ họ cái skin màu hồng phải full đồ họ các bạn. Có màu hồng rồi. Lên nè, cái này thì các bạn phải thảo đi trượt để tích được mấy đoạn này nữa nè. SO đẹp chưa? Skin này skin rẻ mà SO đỉnh vậy. Mực chưa? Ngày này mình thảo cho đó rồi. Chỉ thứ 3 phát mà mượt quá. Map như này mới xứng đáng map năm sau này. Này công trường phố cổ rồi. Chứ không có thấy map năm sau mà nhìn khi nó dễ. Map tắm sân được. Ok, clip của mình đến đây đi nha. Còn xem clip thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.